Chào mừng anh em đến với shop Beta Coffee. Hôm nay em lên cho anh em một đợt cá nữa nha. Cái đợt cá ngày hôm nay vẫn giảm giá cho anh em 10% luôn nha. Thì giảm giá đến khi nào mà mình còn ít cá thôi. Tại vì mình shop mình đang xả hàng để nghỉ Tết nha anh em ơi. Còn gì bán nấy nha. Nên sẵn đây nhân tiện tri ân cho anh em một năm mới có một lần. Bây giờ mà anh em không mua thì qua năm thì bắt đầu không giảm giá nữa nha. Nói chung là mình giảm giá từ đây tới cuối năm cho anh em. Nhưng mà ví dụ như còn nhiều cá thì mình sẽ giảm nhiều, mà còn ít cá thì mình sẽ giảm ít hoặc là không giảm luôn nha. Tại vì còn ít cá thì đã giảm giá thì thiệt ra không có lời nhiều, không đủ bù đắp chi phí nhân công rồi sàn, phí sàn Shopee nữa. Anh em thấy người ta bán Facebook, Zalo người ta đâu có tốn phí. Còn bên shop mình bán Shopee nên tốn phí nhiều lắm, nhiều khi không dám giảm giá. Với lại bán giá rẻ quá anh em, giảm giá thì quỳ vốn hoặc là nhiều khi lỗ nữa. Bởi vì anh em cũng thông cảm nha, mình muốn xả nhanh nên mình mới giảm vậy thôi. Anh em mua mà vài bữa mà hết cá rồi á là bắt đầu không giảm nữa nha. Đó thì mình nói trước để thôi anh em nói nói gì giảm giá thì đây tới Tết không giảm, không có giảm từ khi hết hàng hoặc là gần hết thôi. Ví dụ như gần hết cá là còn lô một thì anh em cho mình kiếm chút cháo chứ, đúng không? Rồi có cái mẫu này là 223 nè, con phía sau là con trống nha anh em lưu ý nha. Tại vì con máy đâu có máy giống vậy. À, máy Dumbo White trong bầy Marble, nhưng mà nó được cái ra màu White, nó có giờ chấm chấm màu xanh hay diện diện xanh xanh ha. Thì không có máy nên mình mới để con trống này nè. Con trống này vừa tay khủng luôn nha anh em. Nó tay khủng form cũng tốt lắm. Rồi nãy giờ thì con này là con Nemo Light Lu ha. Đó, máy nè nè, màu lắc nữa nè anh em ơi. Đợt trước cũng có một cặp, đợt này cũng có một cặp. Đợt này trụ, con này hết máy rồi. Máy ghét hết rồi nha anh em ơi. Còn chấm con mặt, còn bởi mình để máy nước tiểu color cũng khá đẹp á. Anh em nào có cần thì thêm vào luôn. Thêm điều giỏ anh em mua hàng, anh em thêm điều giỏ con nào mình thích ha. Phía trước, phía sau. Dù thích phía trước thì mình thêm vào phía trước, thích phía sau thêm vào phía sau, thích hai con thêm cả hai con rồi mới bắt đầu thanh toán nha anh em. Rồi máy này máy hấp môn nha. Máy hấp môn. Con này màu nhạt nhạt quá, nhưng mà giờ còn gì nữa đâu anh em, đâu còn cá máy đâu, bình thường người ta không có bán máy nữa. Rồi con này là con Nemo Hub Moon nè, Nemo Hub Moon 60k thôi. Đó, gần Tết rồi mình xả cho anh em hết luôn nha. Rồi Dumbo xanh thì những cái con nào mà tai đều rồi đuôi đều đẹp nè, nguyên màu xanh thì mình sẽ bán 60 nha. Còn những cái con nào mà không có đều không đẹp thì anh em sẽ gặp ở cái đợt cá 39. Đó thì anh em nào muốn giá rẻ thì anh em coi mấy đợt đó ha. Máy phía sau là máy hấp môn đuôi dài luôn nha, đuôi ngắn không có mà bán. Rồi cái nào mình nói rõ ràng cho anh em dễ dàng anh em lựa chọn và phân biệt ha. Rồi tiếp theo là con hấp môn Black Lu. Hấp môn Black Lu thì máy Galaxy nha, máy Nemo Galaxy chứ không có máy Black Lu nha anh em. Đó, máy hấp môn Black Lu luôn nè, anh em muốn làm giống thì cứ hốt luôn nha. Đó, đuôi nó hơi cong xíu mình bán 60, chứ nếu không cong bán 100.000 rồi nha. Rồi tiếp đây là cái mẫu trời ơi chị đang thu như bao công vậy ông nội. Trời ơi, con này là Nemo Black Cooper luôn, có nghĩa là con này màu đen nhưng mà cái dãy nó dãy Cooper nha. Nè anh em thấy xám xám không, ánh đồng ha. Trời ơi hiếm, trời ơi bán 60.000, ôi quá 60.000 còn giảm giá cho anh em 10%, còn 54.000 nha, quá tuyệt vời luôn. Chốt ngay anh em ơi, tại size nó hơi nhỏ mình bán rẻ cho anh em nha, chứ thiệt ra con này là không có giá này đâu. Rồi thì ở đây mình sẽ có lên cho anh em hai cặp Marble, một cặp là 60 còn cặp là 100. Thì để nhận biết được con nào 60 con nào 100 thì anh em coi video này anh em rõ nhất ha. Con này là cái con 60, đuôi nó không tới, size nó hơi nhỏ, màu hơi nhợt nhạt. Máy cũng vậy, máy cũng 60 nè, màu hơi nhợt nhạt ha. Đó, đuôi thì cũng không được đẹp cho lắm. Rồi trứng thì không có, có ít thôi, xe nhỏ ha, nhưng mà cũng có tương lai đấy. Nếu mà anh em về anh em biết form á thì form nó bung ra đẹp, màu lên chất lượng hơn. Trời ơi con giá lô này mà có 60.000, ôi giá lô này thì mình thấy là ngon ăn, quá ngon luôn. Không có máy thì máy giá lô còn được chống là quý vậy đó anh em, làm gì có máy. Thấy không, có được máy nè, máy là máy gì chứ phải máy giá lô, máy Candy ha. Đó, đẹp chưa anh em, chân Tết là bao đẹp luôn, màu vàng đang là màu vàng may mắn nha. Rồi con 230 phía sau là con trống gồng đen nha anh em.
con trống gồng đen, tại vì hết máy phân xì ghét luôn rồi, cái gì bây giờ cái gì cũng hết luôn rồi ha, đa số đều hết hàng. À, con trống gồng đen nha, phía sau này con trống gồng đen nha, 230 đâu đó nói rõ ràng cụ thể cho anh em, mà gồng đen cũng đang gần hết hàng đó, anh em cứ coi tranh thủ nha, giờ cái gì cũng hết rồi. Con trống phía trước là con trống phân xì ghét đuôi xì ta thịt đỏ đó, mang đến cho anh em sự may mắn. Rồi tiếp theo những cái mẫu màu 100k giảm giá cho anh em còn 90.000, Galaxy Multicolor luôn, full màu luôn anh em ơi, phơm kính nha, cá rất sung đó, chỉ có một đợt duy nhất, đợt sau không biết nào mà có tổng hợp được những con này nữa, tại vì qua tết mới gặp lại ha. Máy này đẹp lắm anh em ơi, full màu full dãy hết trơn luôn nha, màu rất là tươi tắn. Những cái con mà máy anh em, máy là 80.000 giảm giá cho anh em 10%, giảm thêm 8.000, chỉ còn 72.000 thôi nha, những con máy còn 72.000 thôi, quá rẻ luôn anh em ơi. Có mã Shopee anh em áp vào cho mình, miễn phí vận chuyển nha, mua trên Shopee là anh em có mã miễn phí vận chuyển, anh em áp vào cho mình nha. Đó nè không, trời ơi máy này màu tươi anh em ơi, căng cứng luôn rồi, quá đã luôn rồi, màu sáng sáng ha, trời ơi cái chỗ mà có màu á, cái chỗ không màu luôn anh em thấy gõ gạch không, độc đáo thì chứ, nó mới nhạt nha, phân màu gõ gạch, chỗ có chỗ không là không, chỗ có là phải có nha, có ra có đậm lè luôn, quá đẹp luôn. Đó con này thì nó hơi tơ nhưng mà màu nó được cái đặc sắc nha anh em. Rồi con máy thì máy chất quất rồi, tại vì con này giống như có dãy giống như candy vậy đó, nhưng mà thuộc dạng multicolor á, anh em ép với ví dụ ép với con máy phía sau này ha, hoặc là anh em ép với con máy máy này cũng được nè, hoặc là ép với con máy này phía sau này ha, đó cái con trống này nè. Còn máy này thì máy demo thôi, máy phía sau á, máy demo bình thường thôi, nó nằm theo được không. Rồi tép này là Nemo Lắc Lu nữa nè anh em ơi, đó anh em thấy màu lắc lu chưa, giá mà chỉ có 90.000 thôi anh em, quá rẻ luôn. Bình thường á, ví dụ như mà mình xiên á, mình chụp hình riêng mấy con lẻ lẻ nè, bán 150 con, mình chụp lẻ ha, chụp lẻ mình đăng trang bay, đăng trang Facebook á, mình bán 150 được, quay clip riêng nhưng mình nó rồi mình đăng bán giá cao nó, còn quay nguyên đợt này bắt buộc mình phải bán giá rẻ đi cho nhanh dễ cho anh em lựa vậy đó, tại mình không có nói về nó chuyên sâu, không có chỉnh sửa edit rồi cắt nhạc ghép nhạc giật được ha, chứ nếu mà ghép nhạc giật này kia 150 được, bình thường bán dễ nè. Đó con này cũng Nemo Black Blue nè, nhưng mà khác bài, một con là bên blue còn một con là bên gen, có nghĩa là màu xanh dương nè, con xanh lá nè ha. Đó, máy Nemo Cooper nha anh em, nó căng cứng đẹp lắm luôn. Rồi con máy này thì con máy trong cái bài Nemo Galaxy nó mà dãy nó quá trời luôn nè. Anh em nào kiếm con nào không có dãy anh em phối với nó nha. Trời này chống Nemo Cooper, trời ơi sao nhân viên mình ghép tùm lum chứ à? Này chống Nemo Cooper thôi, người ta ép dương máy bên đây đi, người ta đặt để bên đây là quá ngon nè, ép dương máy này là ngon nè anh em. Trời ơi nhỏ này mai tôi chữ mới được, nó để nó soạn cá này chất quất. Wow quá đẹp anh em ơi, trời ơi đợt này không mua đợt nào nữa, đợt này mới được giảm giá. Ủa còn đây đâu, thưởng cá đây đâu, rồi không có mặt rồi, rồi còn máy đâu mà thôi đi, tại cũng hết rồi. Cái đây là cái để ô hấp môn nè, mà hấp môn 100k hết rồi, trời gì vậy, con này đặc sắc dữ anh em. Wow xuất sắc quá đẹp luôn, lên kè cái anh bạn. Wow xuất sắc, nhưng mà lo kiếm gì kiếm ăn hay gì, miếng ăn là miếng tồi tàn bạn ơi, bạn lo kè đi, bạn lo kè đi, tôi bán mới có tiền cho bạn ăn chứ. Đó làm nói là kè dữ dằn ha, được quá xuất sắc, đẹp không nè, trời ơi con này 190.000 quá rẻ luôn, nó thật sự với anh em luôn. Nè Nemo ơi gì à, Marble 90 nè, Marble 90k có khác không, màu rất là đậm đẹp luôn, nó phơm kính trơn, phơm móc luôn chứ nói gì nữa. Máy phía sau nè màu cũng đậm nữa nè, phơm tốt luôn nha anh em, máy phía sau chỉ 72.000 thôi đó, anh em thấy dữ chưa, quá đẹp luôn. Chốt nguyên cặp về giống nha anh em ơi, tết rảnh rỗi về ép nha, cá này bự hơn, size bự hơn cá 60 chút xíu. Rồi còn con Nemo cuối cùng không chịu kè cho đi luôn. Ồ máy kè, máy Cooper đen anh em ơi, máy này 72.000 là quá tuyệt vời,
Thay vì anh em mua máy 60 W, thêm 12.000 nữa anh em. Trời ơi, thêm 12.000 nữa hả? Được con cá quá đẹp luôn, ưng ý luôn. Cái này nhá, bọt nhóc chơi mà không kè mày. Đây con này họ làm ảnh ảnh bìa avatar kìa. Quá đẹp. Kè lên bạn, kè đẹp đẹp lên coi. Rồi đợt này anh em nào mà mua săn hàng là ok luôn nha. Giá rẻ luôn nha. Nó chi ân anh em cuối năm, một năm mới có một lần. Đó. Rồi anh em nào mua thì bấm vào đường link bên dưới video để đặt hàng luôn nha anh em ơi. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.